quý nhà coi chừng em nha. Dạ. Mẹ đi hái rau mới rồi muốn vô nấu canh chua. Dạ. Ai ơi cho em mừng chơi. Ủa mẹ, mẹ nấu canh chua có cào mà. Không con. Ủa vậy để con đi hái cho. Tại con thấy ở ngoài cô Tư có mấy cây cà kìa. Tại con thích ăn cà. Con thích ăn cà thì con phải hái. Dạ. Nhanh nhanh nha. Ủa hai đi đâu vậy hả? Hai đi hái cà bỏ vô.
Lên được tới đó rồi đấy. Dạ. Bữa nó có tới làm cỏ. Nguyên luôn, nguyên con. Nó ngon quá. Chim miếng nữa đi con. Đừng nhanh lên.